Hello, chào mọi người nha. Các bạn có nghe thấy tiếng mưa to phía sau lưng của mình không? Bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi các bạn. Mình đi làm cả hai về. Tự nhiên mấy hôm nay á, trời nó mưa lại á, cảm giác nó se se lên đó các bạn. Ôi chà. Vào. Điện tự động luôn các bạn. Hôm nay là ngày làm cuối cùng rồi. Vì vậy là mang đồ về giặt luôn các bạn. Không biết có bạn nào có cái sở thích chuyên mặc đồ màu đen giống mình không ta? Xong rồi các bạn. Mất có 2 phút là mình thay đồ xong rồi. Mang đồ về luôn các bạn. Bây giờ tự nhiên cảm giác muốn làm vài lồng bia của các bạn ạ. Nhưng mà tối rồi á, thích cái cảm giác trời mưa như thế này các bạn đấy. Ngày mai là ngày cuối tuần rồi, làm đôi ba lóng á, lại ra tâm sự cuộc đời cho vui một chút. Ủa, mưa to các bạn ạ, mình có mang áo mưa. Giờ nó đỡ hơn rồi. Lên lên. Trời ơi, sao xe cộ nó như thế này. Tuần sau bắt đầu tăng ca lại rồi mọi người. Tuần sau bắt đầu quá tháng mới rồi á. Úi trời. Tăng ca sập mặt luôn. Xe mình đây mọi người này. Xe màu đỏ. Mưa ướt ướt hết luôn. Ok, mình ra đây tắt đèn mọi người ạ. Ok, tắt đèn tối om luôn. Tắt mình phải kéo áo lên nè mọi người. Bịt thêm cái trùm mũ nữa. Chạy về thôi các bạn. Nhìn đèn xi luôn ha. Thôi, mình xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ chạy về đã.